Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang tác động không nhỏ đến việc làm của người lao động. Dù vậy, nhân lực chất lượng cao vẫn là đối tượng được doanh nghiệp ưu tiên giữ chân. Bởi đây được xem là động lực để doanh nghiệp tái khôi phục trong bối cảnh hiện nay. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều sóng gió do tác động của đại dịch, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ làm giảm khả năng thích ứng của doanh nghiệp với những điều kiện kinh doanh mới, những yêu cầu mới về thị trường, công nghệ mới, sản phẩm mới. Ở góc độ của mình, thì doanh nghiệp cũng phải nhìn nhận việc phát triển cái đội ngũ lao động chất lượng cao chính là chính là cái yêu cầu cốt lõi để có thể nâng cao được cái khả năng cạnh tranh của mình cũng như là việc cải thiện được cái khả năng sáng tạo trong cái bối cảnh mới. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn được xác định là tài sản, là giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp phải giữ chân và thường xuyên tuyển dụng nhằm tạo động lực cho sự khôi phục phát triển. Hiện các cơ sở giáo dục đào tạo nhất là tại các trường đại học, trường nghề đang chủ động thích ứng linh hoạt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi nghĩ rằng điều đầu tiên đó là phải thích ứng với lại cái sự thay đổi đó. Với phương pháp đào tạo không chỉ là đơn thuần mà phải tiếp ứng với lại kỹ thuật số, những cái vấn đề nền tảng kỹ thuật số. Sinh viên ra trường có thể đáp ứng được nhu cầu nhân lực và đặc biệt là trong giai đoạn sắp tới thì cái mức độ đòi hỏi về nhân sự có kỹ thuật cao lại càng lớn hơn. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế cũng là một trong 10 nhiệm vụ chủ yếu mà chính phủ đặt ra trong nghị quyết số 50 về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Trong bối cảnh dịch bệnh lại đang có những tác động khó lường đến nền kinh tế, việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao lại càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự hoạch định đúng đắn của chính sách, sự linh hoạt của giáo dục đào tạo và cả sự chủ động của doanh nghiệp lẫn nguồn nhân lực để tạo nền tảng cho sự phát triển bình vững và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong tình hình hiện nay